Đồ gỗ khi bắc xin kính chào quý khách. Hiện tại đang là buổi trưa ngày 22 tháng 8 năm 2020 và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi là một bộ tần thủy hoàng trương cuốn thư hàng cột 12 chân 14 bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lang Phi. Và thiết kế của bộ sản phẩm này gồm có 6 món, đó là một chiếc đoàn dài với tổng kích thước phủ bì là 2m65, sâu 81 và cao tổng thể từ mặt đất cho đến phần đỉnh trương là 1m27 và hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước rộng là 1m2, sâu là 81 và cao từ mặt đất cho đến phần đỉnh trương bên trên cũng là 1m27 và một chiếc bàn lớn có kích thước là 81 x 1m57 chiều dài và chiều cao từ mặt đất cho đến mặt bàn là 60 phân và một chiếc đôn kẹp đầu bàn hay còn gọi là một chiếc bàn nhỏ có kích thước là 40 x 81 và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi có kích thước là 40 x 40 và bao quát qua một lượt để cho quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng được mức độ chọn gỗ chọn vân để chế tác lên một bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao, đó là hàng cột 12 cột liền chân 14 và sở hữu kích thước của bộ 14 quý vị nhé. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng đây mức độ chọn gỗ chọn vân của bên xưởng đồ gỗ Minh Anh Kim Bắc, hàng lục lạc trần nõi cũng như là chất gỗ là chất hồng cánh sen, một trong những chất gỗ đẹp nhất của dòng hương đá của Nam Phi. Và cái bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đã có chủ nhân đăng ký, đó là anh Nhật, anh đến từ quận Hoàng Mai, Hà Nội và anh đã về trực tiếp tại xưởng để ký duyệt cũng như là đặt mua một bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao. Và hiện tại giá thành cho một bộ hàng siêu VIP đỉnh cao, bộ cột 12 chân 14 bằng chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi, một bộ sản phẩm gồm có 6 món như trên màn quý vị đang theo dõi, thì hiện tại xưởng nhà em đang chào bán với giá là 59 triệu đồng là giá hoàn thiện kỹ đẹp bao gồm cả kính mặt bàn cũng như là kính mặt đôn quý vị nhé. Và thông tin chi tiết của sản phẩm nếu quý khách hàng là có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu hoặc là muốn tư vấn thêm các cái bộ sản phẩm hàng siêu VIP cao như là hàng cột 12, cột 14, cột 16, cột 18 bằng chất liệu là gỗ hương đá hoặc gỗ đỏ hoặc là hương nào thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với xưởng em theo hai số điện thoại, đó là 0968824040 và 0868824040 để xưởng em tư vấn cũng như là báo giá đến toàn bộ quý khách hàng. Và ngoài ra thì xưởng em còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ và bao quát qua một lượt cái bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao của anh Nhật đã về ký duyệt phần mộc, thì xưởng em sẽ đi một vòng để cho quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng được mức độ chọn gỗ chọn vân bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lang Phi quý vị nhé. Mặt trước cũng như là mặt sau thì xưởng em làm là hàng không tâm không tim không dập và không rác và bên em cam kết 100% sản phẩm được chế tác từ chất liệu là gỗ hương đá của Lang Phi, sản phẩm cực kỳ là lành sạch quý vị nhé, từ cả gầm, kể cả phần gầm thì xưởng em là cũng là hàng chọn gỗ chọn vân đó. Toàn bộ hệ thống thang bên dưới là thang chui quý vị nhé, thang là thang chui và hàng là hàng tuyển chọn gỗ không mắt mỏ sâu xia, cũng như là toàn bộ chân là chân 14, chân là không tâm không tim và không dập và không rác. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào thông số kỹ thuật cũng như là báo cáo đến toàn bộ quý khách hàng về thông số độ dày trên cái bộ sản phẩm này. Với chiếc đoạn dài thì xưởng em pha theo kích thước tổng chiều dài là 2m65, sâu là 81 và cao phủ bì từ mặt đất cho đến phần đỉnh trương là 1m27 và tính trên mặt khuôn tranh sâu là 64 và có tổng chiều dài là 2m rưỡi. Về phần cột là cột 12 quý vị nhé, cột là cột 12, cột liền bản rộng là 34 và là cột không tâm không tim cũng như là không dập và không rác và quý vị có thể chiêm ngưỡng đây. Cột bản rộng là 34, vanh cong hai chiều, hàng rất là đẹp quý vị nhé. Và toàn bộ các cái phần thông số như phần xương, hệ thống xương là bản vuông 5 phân quý vị nhé, hệ thống xương là bản vuông 5 phân và quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái quy cách cũng như là trình độ của thợ hàng ngang. Mộng cực kỳ là bén quý vị nhé, toàn bộ mộng là rất là bén. Đó, trương bên trên là trương liền cù, đó, trương liền bản rộng là 45, dày là 7 phân. Đó, rất là dày quý vị nhé. Cột phụ bản rộng là 12, dày là 6 phân và là cột nghê bên trên. Hàng thì tuyển chọn gỗ lục lạc đều màu cũng như là hàng trần nõi bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lang Phi. Về cái phần vách tựa lưng. Vách tựa lưng thì sẽ em làm có độ dày là 2 phân quý vị nhé. Vách tựa lưng dày 2 phân đục tích tứ bình tùng cúc trúc mai, nó tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông và có ý nghĩa là đem lại 1 năm vạn sự như ý đến cho gia chủ và có kèm theo 5 chữ đó là phúc lộc thọ và phú quý ở bên hai chiếc ghế đơn quý vị nhé, phú và quý ở trên chiếc ghế đơn. Và cái phần ván mặt toàn bộ là ván liền tấm quý vị nhé, ván liền tấm có độ dày là 2 phân và là hàng chọn gỗ chọn vân lục lạc trần nõi. Ván dày 2 phân và hơn nữa là xưởng em là làm ván liền và là 2 phân đậu. Và hiện trạng của bộ sản phẩm này em đang để mộc thô để quý khách hàng là có điều kiện ở gần có thể về trực tiếp tại xưởng để nghiệm thu phần mộc. Hàng cực kỳ đẹp quý vị nhé. Và cái phần bên cạnh là khuôn tranh. Khuôn tranh và dạ yếm bên dưới. Khuôn tranh và cái phần dạ yếm bên dưới là dày là 4 phân. Toàn bộ là được vén cong. Mặt trước của phần yếm là đục họa tiết hoa lá tây. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng đây, khuôn tranh rất là dày quý vị nhé. Khuôn tranh là dày 4 phân và các chi tiết phụ như là pháo te
thì cũng là pháo tay đường kính rất là to, một bên là đường kính 8 phân và một bên là đường kính 7 phân. Và chiều cao từ mặt đất cho đến mặt ngồi là 46 phân, toàn bộ chân là bản vuông 14, chân là bản vuông 14 phân và vén đế liền quý vị nhé, vén đế liền. Đó. Sản phẩm cực kỳ là lành sạch, cũng như là chất gỗ cực kỳ đẹp, và hơn nữa là hàng pha theo quy cách độ dày là hàng dày dặn. Và tiếp đến là hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước, rộng là 1m2, sâu là 81 và cao tổng thể vẫn là 1m27. Toàn bộ cột là cột 12, cột liền bản vanh cong hai chiều, bản rộng là 34 quý vị nhé, bản rộng là 34. Về quy cách, về độ dày thì toàn bộ trương vẫn là trương liền, xương là dày 5 phân và vách tựa lưng, ván mặt là dày 2 phân liền một tấm và khuôn tranh và dạ yếm bên dưới là vén cong, dày là 4 phân và là hàng hai lượt chỉ quý vị nhé, hàng hai lượt chỉ kép đây. Hàng rất là đẹp và chiều cao từ mặt đất cho đến mặt ngồi là 46 phân, chân là bản vuông 14. Và quy cách về chọn gỗ chọn vân để chế tác lên một bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao, nó dựa lên rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là về mức độ chọn gỗ chọn vân, thứ hai là về kiểu dáng của bộ sản phẩm, thứ ba là quy cách độ dày, thứ tư là cái phần khâu trình độ của thợ hàng ngang, và cuối cùng là khâu hoàn thiện quý vị nhá. Đó, một bộ ghế đấy, để tạo lên một bộ ghế hàng đẹp siêu VIP đỉnh cao thì nó tạo lên rất là nhiều yếu tố, và quý vị có thể chiêm ngưỡng được mức độ chọn gỗ chọn vân cũng như là toàn bộ các cái phần dáng ghế và cái phần mộng mạng thì sẽ em đã quay rất là kỹ để cho quý khách hàng có thể tham khảo cũng như chiêm ngưỡng. Mộng cực kỳ là bén quý vị nhá, bên em là bổ mộng rất là bén, và cái dáng ghế của bộ tần này nó rất là đẹp quý vị ạ. Cột là cột cong, cột liền bản rộng là 34, phanh cong hai chiều, và quý vị có thể chiêm ngưỡng đây, cái dáng ghế nó rất là đẹp, và hơn nữa là kích thước của bộ 14 nên là trông cái bộ ghế nó rất là trường, rất là khỏe. Toàn bộ chân là chân 14 quý vị nhá, khuôn tranh và dạ yếm bên dưới là 4 phân, ván mặt và vách tựa lưng là dày 2 phân liền một tấm. Và giá thành chỉ là 59 triệu đồng mà thôi, thì sẽ em đã hoàn thiện kỹ đẹp và bao gồm cả kính mặt bàn cũng như là kính mặt đôn, và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và chiếc bàn lớn này có kích thước là 81 x 1m57, ván mặt là đục tích mã đáo thành công. Đó, ván mặt là đục tích mã đáo thành công, là gồm có 8 con ngựa và bên cạnh đó là có một cây tùng quý vị nhé. Ván mặt là liền tấm dày 2 phân và đục sâu là 1 phân 3. Và hiện trạng thì em đang để mộc thô và đục chạm rất là tinh xảo, sắc nét. Và cái tranh bát mã này nó có ý nghĩa là toàn bộ các cái chú ngựa nó tượng trưng cho sức khỏe cũng như là sự dẻo dai, và nó vươn đến một sự thành công quý vị nhé. Một bộ sản phẩm rất là nhiều ý nghĩa. Khuôn tranh là dày 4 phân cũng như là bàn hộp 2 ngăn kéo để quý khách hàng có thể đựng chè thuốc rất là tiện. Dạ yếm và khuôn tranh là dày 4 phân. Hàng cực kỳ đẹp, lục lạc trần lõi bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lam Phi. Và tiếp đến là một chiếc bàn nhỏ hay còn gọi là đôn kẹp đầu bàn. Ván mặt là đục tích cửu ngư quần hội. Đó, đục rất là sâu, đục cũng sâu là 1 phân 3, ván mặt là dày 2 phân. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng đây. Đục là tinh xảo, sắc nét quý vị nhé. Và hiện trạng thì em đang để mộc thô, và sau quá trình hoàn thiện thì bên em sẽ đục tỉa lại bằng tay cũng như là đánh dây giáp trà lu cẩn thận cho quý khách hàng, và sau đó sẽ là phủ sơn BU. Khuôn tranh vẫn là dày 4 phân, và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi có kích thước là 40 x 40, tính trên mặt khuôn tranh, và chiều cao là 46 phân quý vị nhá, chiều cao từ mặt đất cho đến mặt ngồi là 46 phân. Một bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao cũng như là hàng chọn gỗ chọn vân, và hơn nữa là hàng pha theo kích thước là hàng dày và sở hữu tổng chiều dài theo bộ là 14 quý vị nhá. Kích thước chiều dài là bộ 14, đó, chân 14, lắp cột 12 và sở hữu kích thước của bộ 14, hàng cực kỳ đẳng cấp. Và giá thành hiện tại bên em đang chào bán với giá là 59 triệu đồng là giá hoàn thiện kỹ và đẹp cho quý khách hàng, và có kính mặt bàn cũng như là kính mặt đôn, và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và bên trong thì sẽ em có rất là nhiều bộ bàn ghế như là Tuần Thủy Hoàng, Trương Quân Thư, hàng siêu VIP đỉnh cao, hàng cột 12 x 14 với 4 mẫu mã cũng như là 4 giá thành khác nhau. Và dãy bên này thì là những bộ Âu Á hộp Trương Quân Thư, vách trơn, vách đục và Âu Á hộp Trương Voi, và giường bên em rất là nhiều vị nhá. Giường tủ rất là nhiều và chất liệu gỗ gõ cũng như là gỗ hương đá của Lam Phi. Và bên ngoài thì bên em có tủ rượu góc và tủ quần áo, và bên trên tầng 2 thì sẽ có rất là nhiều bộ bàn ghế như là Sơn Thủy, Minh Quốc Nghê, Minh Quốc Voi. Rồi thì tủ áo bên trên thì sẽ có từ tủ áo 2 buồng, 3 buồng và 4 buồng, và một số sản phẩm kệ TV, hàng siêu VIP đỉnh cao cũng như là hàng đục te cũng có quý vị nhé. Sản phẩm đục te cũng có. Và cái bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là một bộ sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lam Phi, một bộ Tần Thủy Hoàng Trương Quân Thư hàng cột 12 chân 14, kích thước của bộ 14 gồm có 6 món, đó là một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp đầu bàn, và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Thì hiện tại sở em đang chào bán cho anh Nhật với giá là 59 triệu đồng là giá hoàn thiện kỹ đẹp
bao gồm cả kính mặt bàn cũng như là kính mặt đôn, và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và ngoài ra thì sở em còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và quý vị muốn tham khảo các cái dòng sản phẩm đồ gỗ như là bộ bàn ghế cột 12, cột 14, cột 16, cột 18, cột 20, cột 24, hoặc là những cái bộ sản phẩm 8 món, 10 món, 12 món thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với sở em theo hai số điện thoại đó là 0968 82 và 0868 82 để sở em tư vấn cũng như là báo giá. Và quý vị nào có điều kiện ở gần thì rất mong quý vị có thể bớt một chút thời gian để về trực tiếp tại xưởng để tham quan mua sắm. Và quý vị hãy đăng ký kênh để hàng ngày sở em sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới nhất để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và video clip của em xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Và rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của toàn bộ quý khách hàng.